theo chương trình thi tháng nay cô muốn số truyền thống các lớp đào tạo theo chương trình và trân trọng kính mời các thầy các cô các quý vị khách quý em học sinh sinh viên chúng ta xem lớp múa Hà Giang đào tạo theo chương trình Hà Giang. Ở lớp này có hai em là em Quách Thái Kim Khuê và một em nữa là Trung Nam của nhà văn hóa quận Long Biên sẽ vào lớp này. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo viên trực tiếp giảng dạy thạc sĩ Nguyễn Quý Nga và cô Hoàng Kim Thu. Mở quá trường ạ. Thì sao mà